Ahoj všichni, jak pak se máte? Víte, co nás čeká 24. prosince? Thấy hầu như nhà ai cũng có cây thông và chuẩn bị để đón Vánoce rồi. Nhân dịp sắp tới là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Hôm nay chúng ta sẽ học một vài từ vựng và một vài câu chúc liên quan đến Vánoce nha. Từ khóa của ngày hôm nay là Vánoce, Giáng sinh. Vánoce jsou za dveřmi. Dịch sát nghĩa sẽ là Giáng sinh đến sau cửa rồi. Và câu này có nghĩa là Giáng sinh đến nơi rồi, Giáng sinh sắp tới rồi. Zdobit stromeček. Trang trí, cây thông. Zdobíme stromeček. Chúng ta trang trí cây thông. Pec cukroví. Nướng bánh Vánoce. Pečeme hodně cukroví. Chúng ta nướng nhiều bánh Vánoce. Các bạn lưu ý động từ pec là động từ bất quy tắc. Và nó sẽ được chia ở ngôi đầu tiên là peču. Uklízet dům. Dọn nhà. Uklízíme celý dům. Chúng ta dọn dẹp toàn bộ nhà cửa. Kupovat dárek. Mua sắm quà. Kupujeme dárky pro své blízké. Chúng ta mua sắm quà cáp cho những người thân của mình. Dávat dárek. Cho tặng quà. Dáváme dárky. Chúng ta tặng quà. Dostávat dárek. Nhận được quà. Dostáváme dárky. Chúng ta nhận được quà. Navštěvovat příbuzný. Thăm họ hàng. Navštěvujeme příbuzné. Chúng ta thăm họ hàng. Oslavovat rodina. Liên hoan gia đình. Oslavujeme s rodinou. Chúng ta liên hoan cùng gia đình. Poslouchat koleda. Nghe bài hát Giáng sinh. Posloucháme koledy. Chúng ta nghe những bài hát Giáng sinh. Spívat koleda. Hát bài hát Giáng sinh. Spíváme koledy. Chúng ta hát những bài hát Giáng sinh. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Vậy nhân dịp này chúng ta sẽ chúc nhau như thế nào nhỉ? Přát là chúc. Přeju hoặc přeji vám có nghĩa là tôi chúc ông bà. Přeju vám šťastné a veselé Vánoce. Přeju vám šťastné a veselé Vánoce. Tôi chúc ông bà một Giáng sinh hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng trong tiếng Séc khi chúc, chúng ta sẽ không bắt buộc phải dùng přeju, přeji vám. Chúng ta có thể vứt bỏ nó đi và chỉ nói šťastné a veselé Vánoce. Šťastné a veselé Vánoce. Krásné a pohodové Vánoce. Krásné a pohodové Vánoce. Chúc Giáng sinh thật là đẹp và an lành. Bohatého Ježíška. Bohatého Ježíška. Chúc ông già Noel thật là giàu. Ý ở đây có nghĩa là mình sẽ chúc
để người kia được nhận thật là nhiều quà và những món quà thật là giá trị. Vesele Vánoce a šťastný nový rok. Veselé Vánoce a šťastný nový rok. Chúc Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc. Všechno nejlepší do nového roku. Všechno nejlepší do nového roku. Sang năm mới chúc mọi điều tốt đẹp nhất. Jak na nový rok, tak po celý rok. Jak na nový rok, tak po celý rok. Có nghĩa là năm mới như thế nào thì cả năm như vậy. Tak, còn khi cụng ly thì chúng ta có thể nói na zdraví. Na zdraví có nghĩa là chúc sức khỏe. Hoặc chúng ta có thể nói až do dna. Až do dna có nghĩa là cả ly nào. Bài học hôm nay đến đây là hết. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để có thể xem những video tiếp theo nhé. Šťastné a veselé Vánoce. Ahoj!